Chào tất cả anh em, con xin chào tất cả các chú nha. Cái này là cái lò vi sóng, lò vi sóng nó còn cái này là hiệu sáp đó, nó còn khá là mới nha đó. Đó, nó còn tem nữa đó. Ở đây là ở trên đây á là vi sóng nè, còn dưới đây là nướng. Ở đây để chỉ nướng nè, thấy không? Còn này là nó Kobe là nó kết hợp với vị sống với nướng luôn. Rồi ví dụ mình chọn chế độ là mình dặn vậy nè, dặn chế độ vị sống hay là nướng vậy đó. Đó, mỗi tên đây nè. Đó, chọn chế độ nào đó chọn. Thì dưới đây thì nó là thời gian, dặn thời gian là 1 phút 2 phút đó, nó tự chạy, chạy xong rồi nó tắt, chạy hết thời gian thì nó tắt. Còn lúc nơi này là mình bấm nhấn vô là cái cửa nó mở ra đó. Trong đây nó có cái dĩa bằng thủy tinh đó, dĩa bằng thủy tinh mình để ngay khớp của nó vậy nè. Trong đây nó có khớp. Khớp cái này nè. Đưa vô đây nè. Để sao le vô. Đó, nó sao le vậy đó. Rồi đầu khởi động là cái dĩa này nó quay. Nào mình bấm thời gian lên là nó sẽ quay. Đấy, đã đóng nắp lại nha, đóng nắp lại nó mới quay nha. Nó mở nắp là nó không hoạt động được đâu. Xong thì cái vật liệu mà mình đưa vô nướng á, mình kê dĩa hay gì đó là phải bằng bằng thủy tinh hoặc là bằng sứ, đừng để sắt vô nó không chịu đâu. Đó, đóng lại ngay cạch vậy là được. Đó, xài điện 220 luôn. Đó, còn tem luôn nè, nói chung còn khá mới á. Này là cảnh báo năng lượng vi sóng, không tự ý mở nắp lò, cẩn thận bởi mặt nóng đó. Rồi cái này thì em báo giá cho anh em công khai luôn là 700 nha. Này nặng lắm, anh em có mua thì em gỡ bưu điện cho nó rẻ tiền phí nha. Phí ship nó tầm 50-60 ngàn à. Đó. Cảm ơn anh em đã xem clip nha. Xin chào và hẹn gặp lại.